Thưa anh, em có mặt. Ngồi xuống đi. Vẫn thường xuyên giữ liên lạc với thằng Sơn chứ? À, thưa anh, mọi chuyện vẫn tiến triển tốt. Em đã đặt vé đi vào đắc cơ để quản lý vòng ngoài rồi ạ. Không, phải xuống trực tiếp giám sát tại nhà máy. Thế anh không tin Sơn à? Cuộc đời anh đến giờ này, anh chỉ tin duy nhất một người. Người đó là em đấy. Dạ. Em sẽ đi vào đó để quản lý trực tiếp. Đến khi nào mà hàng qua biên giới thì em sẽ về ạ. Không, đi theo hàng và bàn giao luôn hàng cho khách. Thế nhưng còn Sơn thì sao ạ? Sơn cũng đi, nhưng khi xong việc thì thưa anh. Vì nó biết quá nhiều việc. Xử lý nó xong, kiếm lên một đứa tin tưởng để lo tiếp các vụ khác. Dạ thưa anh, em hiểu rồi ạ. Đi lo việc đi. Dạ. Chỉ nốt đêm nay là số lượng hàng đã đủ. Nhanh thế. Thế bao giờ sếp định chuyển hàng đi? Cũng vài ngày nữa thôi. Tôi quyết định là lần này chúng ta không đi hướng Hưng Hòa. Ở đó thì nhanh thật đấy, nhưng mà bọn ma túy ở đó rất là hiếu chiến, lại rất thông thạo địa bàn. Còn một phương án nữa mà tôi mới suy nghĩ mấy ngày hôm nay. Là ở gần đây có một nhà máy khai thác đá. Họ sản xuất bột đá nghiền. Ngày nào cũng có mấy container đưa bột đá nghiền đi phân phối khắp nơi. Lúc đó ta sẽ ngụy trang hàng theo những container đá nghiền rồi vận chuyển ra ngoài. Đúng vậy. Nếu như thế, ta phải cho hàng lên hướng Hưng Hòa. Xem ra thì... À, mà không sao. Trên đó, lão Tuất đang nắm.